trước nhà thuốc, lắng khớp vai của nhân trở lại vị trí bình thường. Nhà thuốc xem hình ảnh trên phim chụp, thì qua hình ảnh trên phim thì bệnh nhân bị chật khớp vai, hình ảnh khớp vai như này ra ngoài và hình trên. Vì bệnh nhân chật khớp vai khá nặng nên nhà thuốc theo kỹ thuật vuốt và đẩy tiên lượng khoảng 3 đến 5 giây là khớp vai bệnh nhân trở lại vị trí bình thường. Sau đó bệnh nhân được cử động, co duỗi, nhâng và gấp được bình thường. Cái đi đâu mà chặt cái vai này? Tao ở nhà đang nấu cám. Cám? Bách xong cám. Có thêm gì? Tớ bách thì sao cơ? Hiện tại cái vai mình sẽ bỏ tay ra. Cái bình thường này, để bị chặt nồi ra trước nhé. Này. Hít sâu đây, hít sâu. Hít sâu. Ấy, phải rồi, thôi. Nào chưa? Nào rồi, sắp rồi. Sắp chưa đúng không? Sắp chưa? Hít sâu, thả lỏng, hít sâu, hít sâu, đấy, có nhìn khớp vai không? Có cục chưa? Hít sâu, thả lỏng, từ từ, lại bật ra một tí rồi. Hít sâu đây, từ, lại bật ra một chút đây. Hít sâu đây, đấy, thả chưa? Thả cái này đang có cơ. Trước chân nào nó yên nhất là như này không? Cái nhâm lên. Để nó mềm cơ mà. Nhâm lên. Đưa xuống. Nhâm lên. Đưa xuống. Bắt nào kiểu gì mà nó chặt cả cái vai rồi. Vây cái gì? Vây cái gì? Yeah.
trước chưa làm này còn nhưng được không? Trước chưa làm nó nhưng được không? Không nhưng đưa lên. Không phải là nhưng lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Rồi, đưa lên. Cứ vai bác vào bình thường nhé. Thì bây giờ đầu e là phải bó thuốc cho bác. Nhá. Về kiêng làm là... Kiêng làm thôi chứ. Kiêng làm mấy hôm đây bác ạ? À, gần đây thì mai bác lên luôn. Xương mà cả xương khi là chọc cơ vai và chân trái trước. Nhưng đau chưa bác? Chưa nằm thì bác có nhấc được tay không? Nhưng hẳn bình thường như vừa sao không? Không nhấc được đúng không? Cảm giác lúc nằm thước của bác kêu cộc cộc không? Đấy, nó vào nó chật cái. Ừ, rồi. Anh nhấc tay đi. Nhấc xuống. Nhấc lên. Nhấc xuống. Cứ hỏi nhấc lên. Nhấc xuống. Nhấc lên. Nhấc xuống. Rồi. Thì bác cứ nhấc thoải mái đi. Gọt bàn sau này. Sau đưa ra. Đó, đưa lên cao. À, đưa lên. Ừ, đang ấy khớp đưa xuống. Nhưng cao lên. Bây giờ chắc gập vào hơn 30 độ. Bạn này chắc là nặng cả. Rồi, nhưng cao lên. Đưa xuống. Đấy trước ngay cái xuống hai, cho ở đây. Hai tay. Nhà bác nuôi nhiều nợ, nuôi nhiều gà, trước nuôi gà trọi các bác mà. Ừ. Nhưng lên. Bây giờ xuống. Trước thằng Hùng nuôi sau con đã trẻ, bây giờ cứ con nào nhưng đẻ lên. Đâu thì lại nuôi đấy. Nhưng xuống. Rồi, để tôi mức cao lên, tay bên này cao lên. Đó, rồi. Nằm nó cứ băng vào bình thường nhá. Một ngày đồ rượu rồi, hai lần ở đây. Sáng, trưa, chiều nhá. Bác xong rồi nhá. Cứ đổ vào đây cho ướt. Đổ đây cho ướt thôi. Bóng một miếng ra khỏi, nhưng bác phải kiêng làm đấy nhá. Một miếng ra khỏi, nhưng lúc nó ngứa thế nào. Đưa xuống. Trước chưa nắm, bác có nhấc tay này không? Không, nhưng được. Không phải đưa quá được vai đúng không? Gập vào đằng sau này, gập qua đầu xem. Gập qua đầu. Rồi đưa hạ cao lên. Rồi ok rồi. Nằm bác khỏi hoàn toàn rồi nhá. Nhớ bác phải đắp ủ trong 5 ngày. Thế cả bác kiêng làm cho cháu nhá, mà kiêng làm ít nhất phải được 2-3 hôm nhá. Bác xong rồi. Vâng, chào bác nhé. Vâng. Hôm nay cháu mời bác lên đây. Xin lại bác trình ngày trước với chặt khớp vai. Vâng. Ở gây đầu trên khớp tay. Vâng. Bác rồi bác khỏi được mấy tháng chưa? Bây giờ bác khỏi được 1 tháng. Bác bị là 1 tháng 6 hôm. Nhưng mà bác khỏi qua nhà bà được bộ nửa tháng. Bác làm việc cứ động bình thường nhé. Bác cứ động bình thường. Bác nhâng tay này. Nhâng xuống. Nhâng lên. Nhâng xuống. Nhâng lên. Bác đưa tay vào đây. Gặp lên đây. Đưa ngang. Đưa hẳn lên. Đưa dọc xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Gập qua thẳng, treo vào đây, gập qua đầu. Đeo chải tóc rồi gì? Chải tóc bình thường, vâng. Nhưng cao lên, rồi đưa xuống, đưa cao lên, cái thẳng lên, đưa xuống, gập qua vai. Này bác bỏ thuốc thời gian bác khỏi rồi, mà cho mời bác đến đây là xin có trình thực tế về điều trị hỏi mà. Vâng. Chào bác nhé. Vâng. Bác gia đình mời. Vâng. Bác cảm ơn gia đình với cháu. Vâng.